Heo cute được buff sức mạnh lên này anh em này. Buff phạt 3 chiêu luôn, hợp lý quá nhỉ. Trông có vẻ lực đấy, vào game chơi thử anh em ha. Rồi, ở đường trên thấy có ỉ ri theo à? À đâu, ui, Alu cũng được anh em này. Ui, anh em hiểu không ạ? Ui, Alu đi như lết luôn. Siêu slow motion đấy rồi. Siêu slow motion làm chậm nha anh em. Đây là anh em ơi, để xem cái khả năng gọi là siêu slow motion đến từ chiêu 1 kèm theo đó là cái trừng phạt anh em này. Rồi, ui sổ ôi, lết thế này thì xiên trượt bằng cái lông nách à. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand. Ayo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tom Mỡ. Và ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em một trong những cái vị tướng mà lại một lần nữa cái vị tướng này được tăng sức mạnh ở giai đoạn gọi là giữa mùa giải thứ 23 đi. Chúng ta có thể hiểu được là như vậy bởi vì còn tận 2 tuần, 2 tháng nữa thì mùa giải thứ 23 này mới kết thúc mà anh em. Và đây chính là vị tướng Hellcurt ở trong cái trang phục ở cấp độ Elite, có thể nói gọi là tương đối hiếm và hơi khó tìm của cái vị tướng này với cái trang phục là móng vuốt băng giá. Thì ở trong cái trang phục này thì Hellcurt có cho mình đó là một cái trang phục với cái ngoại hình màu trắng xanh đậm chất băng giá như anh em có thể nhìn thấy. Và chúng ta ngồi ở đây để mà chúng ta cùng chia sẻ một cái vấn đề về cái vị tướng sát thủ mới được gọi là Mutun búp tương đối nhiều, búp cả đến 3 kỹ năng của cái vị tướng sát thủ này anh em nha. Thì theo như anh em, những cái thông tin mà anh em đọc được ở trong game hoặc là mới có để ở đầu video clip này thì chúng ta đều biết rằng là Hellcurt được chỉnh sửa đến từ chiêu 1 này. Chiêu 1 sẽ tăng sức mạnh của con Hellcurt lên, tức là nó sẽ tăng mạnh cái giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch. Trước là chỉ giảm 40% tốc độ di chuyển thôi, nhưng bây giờ con Hellcurt sẽ giảm tới 90% tốc độ di chuyển của kẻ địch, nhưng cái khoảng thời gian này nó sẽ chỉ duy trì trong khoảng 1,5 giây mà thôi. Cái hiệu ứng thứ hai đó là nếu như mà chúng ta dùng chiêu 1 này mà tốc biến đúng gọi là trúng tướng đối phương hoặc là quái thì sẽ sạc một dao kịch độc đến từ cái chiêu thứ hai của con Hellcurt này. Đó, thì đấy là cái chỉnh sửa đến từ chiêu 1. Chiêu 2 của Hellcurt thì sẽ được gọi là có một cái thay đổi, đó chính là giờ những cái mũi dao kịch độc được xiên ra đến từ Hellcurt ý, nó sẽ kích hoạt hiệu ứng đánh thường nhưng không gây chí mạng. Em hiểu ạ? Và chiêu cuối cùng của Hellcurt ở đây đó chính là thi triển chiêu cuối của Hellcurt sẽ tích lũy một dao độc. Đó, tức là bây giờ những cái chỉnh sửa đến từ cái con Hellcurt này, Mutun muốn cho chúng ta thấy được rằng là cái con Hellcurt này bây giờ ấy, cái cách để mà nó tích lũy những cái lượng dao kịch độc, anh em có thể thấy bốn cái hiệu ứng màu tím dưới thanh mana của Hellcurt đúng không ạ? Nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Đến từ cái việc chúng ta làm sao ạ? Chúng ta dùng chiêu 1 chính xác. Đến từ cái việc chúng ta dùng chiêu cuối. Nếu như là chúng ta gọi là làm combo chuẩn xác, dùng chiêu 1 bay vào kẻ địch, sau đó anh em bật chiêu cuối, hoặc là anh em bật chiêu cuối sau anh em dùng chiêu 1 bay vào kẻ địch, và anh em chỉ cần cào 2 phát thôi là anh em đã có đủ full stack, full 4 stack đến từ cái kỹ năng thứ hai để anh em xin kẻ địch rồi. Thế tức là bây giờ chúng ta sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng như là mất quá nhiều cái việc tấn công quái rừng cũng như là tướng địch, những cái đòn đánh thương lên tướng địch để mà chạc, để mà tích lũy những cái mũi dao kịch độc này nữa, được chưa? Đó, và với những cái chỉnh sửa như vậy thì liệu rằng theo như anh em thì con Hellcurt này ở thời điểm hiện tại cái tầm ảnh hưởng của cái vị tướng này nó sẽ như thế nào, và cái sức mạnh của Hellcurt ra sao, thì hãy cùng Mỡ trải qua ở cái trận đấu ở khoảng tầm rank huyền thoại cũng như là khoảng thần thoại ở giai đoạn đầu mùa giải thứ 23 này để xem sức mạnh của Hellcurt sẽ là như thế nào nha. Ở đây là Mỡ đã ghim thấy đó là cái vị tướng Selena, cô ta đã lùi về, cô ta thả run Mỡ, nhưng mũi dao kịch độc của Mỡ là đủ tầm, một pha thôi hạ gục đi được Selena, mang về cái mạng hạ gục đầu tiên của Mỡ ở trong cái trận đấu này. Và team của Mỡ cũng đã có được 6 mạng ở trong cái giai đoạn đầu trận, một cái thế trận có thể nói là team Mỡ ai cũng xanh luôn, nhưng team bạn phần nào lấy được một cái mạng gục đến từ cái vị tướng Freya ở đường dưới. Nói thật với anh em là ở trong trận đấu này team bạn có Yin, nhưng mà Mỡ nghĩ rằng là cái con Yin này thật ra ấy là mặc dù Mỡ cũng
có dành những cái lời có cánh cho cái con Yin đầu sĩ bên phía Pin bạn thật. Nhưng mà cái con Yin này Mơ phải khẳng định với anh em một điều rằng là nó được cho ra mắt ở máy chủ chính thức là nó đã bị yếu đi rất là nhiều rồi. Cho nên đâu đó ông Yin này mà lôi cái con heo cướp này vào trong gọi là cái lâu đài tình ái có khi nó xiên ngược hết bà nội bà ngoại luôn anh em ạ. Rồi, đó là những cái quan điểm chia sẻ đến từ Mỡ. Đường trên Mỡ thấy có Irithel nhưng Mỡ lại đi gặp vô tình đó là cái vị tướng Alucard làm chậm anh ta là nhiều. Alu gần như anh ta đứng bất động trước hai cái hiệu ứng làm chậm. Hiệu ứng thứ nhất là hiệu ứng làm chậm đến từ cái chiêu 1, cái kỹ năng di hình hóa này. Và hiệu ứng làm chậm thứ hai đó chính là đến từ cái trừng phạt băng xuyên khuyến cho cái con Alucard này chỉ có nước đứng yên để cho Mỡ dùng sát thương thôi anh em ạ. Đó, thì trong trận đấu này thì Mỡ cũng sẽ sử dụng cái trừng phạt băng xuyên thay vì cái trừng phạt huyết tế. Bởi vì với cái trừng phạt băng xuyên ý, thì heo cơn sẽ có nhiều cái cơ hội và nhiều phần trăm cái tỷ lệ xuyên trúng kẻ địch hơn đến từ cái kỹ năng thứ hai mũi dao kỳ độc anh em hiểu không ạ. Đó, thì bây giờ anh em hoàn toàn có thể gọi là áp dụng cái combo này. Bây giờ kẻ địch mặc định là đã bị làm chậm đi 90% đúng không, còn thêm cái trừng phạt băng xuyên nữa thì cái tốc độ của kẻ địch gần như là tụi nó đứng yên rồi. Và lúc đấy anh em chỉ cần làm combo như thế nào anh em dùng chiêu một, anh em nhảy vào giữa kẻ địch đúng không ạ, sau đó anh em trừng phạt mục tiêu đó và sau đó anh em xuyên cái mũi dao kỳ độc, nó chỉ đơn giản là như vậy mà thôi. Thì nó sẽ phần nào giống như là cái kiểu gọi là con heo cớt với cái anh em thấy hôm nay đấy, anh em thấy chưa, con heo cơn với cái hoa đá ngày xưa ấy. Đấy, cái hoa đá là cho kẻ địch đứng yên luôn. Nhưng mà cái combo này có thể làm cho kẻ địch gọi là gần như chúng không thể di chuyển được đâu cả. Chúng gần như đứng yên cứng ngắc luôn anh em ơi. Thì đó chính là một trong những cái mà chúng ta có thể chơi cái vị tướng sát thủ heo cơn này nó dễ dàng hơn bao giờ hết anh em hiểu không ạ? Rồi. Thì ấy, làm gì này? Trời ơi, lú cái đầu tôi mỡ óc chó mất rồi. Đang ăn bùa rùa rồi. Ấy ạ, ủa, túc biến đưa Mỡ vào lâu đài tình ái. Đó là cái vị tướng Yin. Mỡ lùi ra. Ủa rồi, Yin ơi. À Yin với chúng tôi này. Đưa Mỡ vào lâu đài tình ái này. Và thế là team bạn bay màu ở trong cái pha xử lý vừa xong với 4 thành viên phải lên bảng hạ gục, chỉ có mỗi duy nhất là Serena mà thôi. Mỡ cũng đã có được cho mình đó là cái mạng thứ 5 ở trong trận đấu này rồi. Thế thì tổng quan để mà chia sẻ lại với anh em về cái con heo cướp này thì chúng ta sẽ cùng gọi là tóm gọn lại những cái chia sẻ như sau nha. Đầu tiên là cách combo của heo cướp. Thì bây giờ combo của heo cướp vẫn Nguyễn Y Vân thôi anh em ạ. Đó chính là chúng ta bật chiêu cuối để mà tắt đèn và tăng tốc độ di chuyển của heo cướp, đồng thời giúp cho chiêu 1 của heo cướp nó sẽ có cái câm lặng khi mà chúng ta lao vào. Tức là combo sẽ bật chiêu của bóng đêm bao trùm này, sau đó chúng ta lao vào kẻ địch với cái chiêu 1 di hình hóa này, câm lặng kẻ địch được chưa ạ. Sau đó anh em hãy nhanh tay trừng phạt để tiếp tục làm chậm tốc độ di chuyển của chúng, khiến cho chúng cố định trước cái mũi dao kịch độc đến từ cái kỹ năng thứ hai của heo cướp. Thì cái combo của nó sẽ là 312 được chưa ạ. Combo của heo cướp này sẽ là 312. Còn thì nhiều anh em sẽ bảo là cái con heo cướp này cái ngưỡng sức mạnh của nó sẽ là như thế nào. Thì cá nhân Mỡ cho rằng là cái con heo cướp ở thời điểm hiện tại đang tương đối mạnh ở trong những cái trận đấu rank tầm trung. Rank cao thì Mỡ chưa có trải nghiệm, nhưng rank tầm trung khoảng tầm rank huyền thoại ấy, thì Mỡ thấy heo cướp chơi tương đối là ok, là khả năng câm lặng của heo cướp là ổn, sát thương của heo cướp dồn vào là có, và chúng ta có thể thấy được rằng là cái khả năng đi rừng của heo cướp cũng tốt luôn. Nhưng nếu như mà anh em chơi heo cướp ý mà anh em không có tự tin trong cái việc xiên những cái mũi dao kịch độc này trúng kẻ địch này này, thì cái con heo cướp này sẽ rất là yếu, anh em hiểu không ạ? Tức là toàn bộ những cái sức mạnh của heo cướp là nó đều nằm ở hết cái mũi dao kịch độc. Anh em lao vào giao tranh, anh em xiên được cái mũi dao kịch độc lên kẻ địch thì anh em gọi là ăn tiền. Còn nếu không thì anh em sẽ hoàn toàn không gây một chút xíu sát thương nào cả. Đó, anh em cần phải lưu ý một cái điều là như vậy. Đó, ôi tí nữa thì Mỡ ngã ngửa anh em ạ. Rất may có một cái sự trợ giúp đến từ vị trí của Beatrix. Và trận đấu này thì Mỡ nghĩ rằng là càng ngày càng trôi buồn khỏi tầm tay của team bạn rồi. Với cái KDA ở thời điểm hiện tại của cái team đang là 18-6, team Mỡ có được cho mình đó là 18 và bản thân Mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 7 ở trong trận đấu này rồi. Và ở đường giữa thì bị dính run đến từ vị trí của em Hằng Nga, nhưng có sự trợ giúp đến từ trai béo Minh Béo, nhầm, đến từ Franco, cho nên là Hằng Nga tẩu thoát được, thậm chí là có cả Beatrix luôn. Mỡ sẽ lao vào đến từ cái chiêu cuối câm lặng hai thành viên, dù sát thương hạ gục đi được đó là Selena, và Mỡ tiễn đó là cái anh chàng Alucard bản đêm số đang gọi là chờ trong cái sự gọi là háo hức khi mà cái vị tướng nhìn anh ta chui từ trong cái lâu đài tình ái của anh ta ra, và thế là á hức anh ta lên bảng điểm số. Thời điểm hiện tại đang là phút thứ 7 ở trong cái trận đấu này rồi, gần sang phút thứ 8 ở trận đấu này, team bạn mất thế trận nhanh của anh em ạ. Và ở thời điểm hiện tại dĩ nhiên là chúng ta vẫn sẽ gọi là đánh một cách tử tế để mà chúng ta thắng. Bởi vì anh em nên nhớ rằng là đôi khi chúng ta dẫn mạng ấy, mà cái địch họ đánh theo kiểu chai ý, chơi lý ý. Kéo game đến cuối thì chưa biết ông nào thắng ông nào nha, chỉ trừ khi nào mà kẻ địch họ sẵn sàng đầu hàng luôn cơ, thì lúc đấy chúng ta mới nhẹ nữa. Còn đánh theo cái con heo cướp này thì một cái lời khuyên nữa mà Mỡ muốn mang đến cho anh em đó là chúng ta đừng có kéo lết. Bởi vì cái con heo cướp này về lết thì nó sẽ tương đối yếu, vì mặc dù là chất tấm sát thủ có khả năng dồn đam mạnh, nhưng mà càng về lết thì team bạn nó sẽ càng ngày càng khỏe. Đôi khi chúng ta nhảy vào chúng ta dồn một combo chưa chắc là chết kẻ địch đâu, mà kẻ địch còn bị chết mà chúng ta còn bị chết ngược cơ. Cho anh em nên lưu ý rằng là
hãy cố gắng control thế trận ở khoảng giai đoạn đầu và giữa game và kết thúc trận đấu thật sớm, thì khi đó chúng ta mới có được cho mình một cái thế trận nó dễ thắng, anh em hiểu không ạ? Đó thì những cái chia sẻ của mỡ rồi. Đây này, ôi dồi ôi, Irritel của chúng tôi này lên mạng điểm số mạng thứ 9 của cá nhân mỡ trong trận đấu này, và team mỡ cũng đã có được cái mạng thứ 24 rồi. Trận đấu đang dần kéo về đến cái giai đoạn để mà quyết định. Bây giờ tầm này chúng ta sẽ cố gắng ăn đi cho mình đó là cái con lót, chờ lót ra để mà end game nha. Đấy, anh em thấy không ạ? Team bạn co cụp là đến lúc hình như đầu hàng đúng không? À, ở góc trên bên phải anh em kìa. Ồ, như vậy là team bạn đã không chịu nổi áp lực nữa rồi và họ đã đầu hàng. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ đã chia sẻ với anh em về Hellcurt mới được nâng cấp sức mạnh nhẹ. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh nha. Peace.